Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình kiếm tiền với vàng như thế nào. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng Zena Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ về cuộc sống trader, cách mình kiếm tiền với vàng như thế nào. Ok, vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cái kèo vàng với mọi người trên channel Senna Gold. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn sáng và sau đó thì mình sẽ về nhà và check lại kèo vàng. Vừa rồi thì bọn mình vừa bắn kèo vàng vào channel Senna Gold xong. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi ăn sáng và mình mong rằng sau khi ăn sáng xong thì nó sẽ chốt được kèo và báo cho mọi người. Ok, vậy là vừa rồi bọn mình vừa đi ra ngoài một lúc và trong khi chờ thị trường chạy thì bọn mình có làm một vài việc. Khi đi ra ngoài thì vừa nghĩ ý tưởng làm video vừa chia sẻ cho mọi người luôn. Và khi mà về đến nhà thì mình nhận được một cái thông báo của TradingView. Hơi tiếc một chút, đấy không phải là thông báo của TP mà lại là thông báo của Adlock. Nhưng không sao, chúng ta là trader mà chúng ta cần phải biết là thắng và thua sẽ luôn luôn tồn tại trong thị trường này đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem mình kiếm tiền như thế nào nhé. Ở trên màn hình là kênh YouTube Senna Pro Trading của bọn mình và nếu như bạn là lần đầu tiên đến với kênh của mình thì bạn hãy subscribe ủng hộ bọn mình nhé. Bạn kéo xuống một chút thì bạn sẽ thấy được video scalping vàng hay là còn gold với hệ thống Senna Buy Sell này. Bạn xem lại video này giúp mình. Đây là phương pháp mà bọn mình sử dụng để trade gold và bọn mình đã thắng được 11 kèo liên tiếp như bọn mình đăng đây trên channel Senna Gold này. Mình sẽ để cái link channel này ở dưới phần mô tả video nhé. Đây là kèo đầu tiên mà bọn mình thua kể từ khi lập channel Gold này. Và Senna Gold này bọn mình thắng 11 kèo. Đây là kèo thua đầu tiên. Hơi tiếc một chút sau khi mà đi ra ngoài và về làm được một vài việc thì nhận được cái thông báo này cũng hơi tiếc. Nhưng mà không sao. Việc của chúng ta là làm sao để chúng ta kiếm được tiền đều đặn hơn, duy trì được một tỷ lệ tốt đúng không? Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn cách để mình vào lệnh Senna Buy Sell này như thế nào nhá. Ngắn gọn thôi, rất dễ hiểu thôi, nên các bạn không cần phải chờ lâu đâu. Đầu tiên là trên cái TradingView này, các bạn vào phần Indie, các bạn tìm Senna Buy Sell cho mình. Ok, và nó hiện ra thì bạn ấn chọn nhá, ấn chọn bật lên, mặc định luôn là nó sẽ ra như những cái này rồi, bạn không cần phải chỉnh cái gì cả và nó sẽ có những thông số như sau. Bạn xem lại video kia mà mình nói thì nó sẽ kỹ hơn, còn đây thì mình sẽ nói tóm gọn thôi nhá. Ở đây thì mình sẽ nói tóm gọn, ví dụ như là bạn nhìn thấy màu nến tím này, màu nến vàng này, nút buy này và nút exit. Đây, nút exit nó sẽ có dạng như thế này, đây nút exit như thế này, và chúng ta sẽ vào lệnh như thế nào thì ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn một cái lệnh ở phía trước của bọn mình nhá, mấy lệnh luôn. Đây, vào lệnh exit. Exit tức là chúng ta sẽ chờ sell khi mà xuất hiện tín hiệu exit này, nó không repaint nhá. Sau khi đóng nến xong nó có xuất hiện tín hiệu exit thì chúng ta sẽ chờ sell đúng không ạ? Và sau đó khi mà xuất hiện nến màu tím, đóng cửa nến và nó vẫn còn màu tím thì bạn sẽ vào sell. Tức là ở đây chúng ta xuất hiện tín hiệu exit này là các bạn đã chờ sell rồi. Sau đó nó xuất hiện nến tím, đóng cửa một cái là các bạn vào sell luôn. SLTP thì nếu như các bạn không biết, các bạn có thể chọn là 50-50 chẳng hạn. 50 pip, 50 pip, đó cũng là một cách để các bạn chọn. Còn nếu mà giỏi hơn thì các bạn tùy nhá. Bình thường thì bọn mình hay chọn là 40-40 hoặc 50-50. Thì đấy là cái lựa chọn của bọn mình. Ở đây là một cái kèo, các bạn có thể nhìn thấy là 50 và 100. Thường ấy, thì mình thấy vàng nó hay đi được 1-2. Nhưng mà để an toàn và để nhanh chốt được thì bọn mình hay chọn 1-1. Đó, với tỷ lệ 1-2 thì bạn cũng có thể ăn được. Các bạn có thể nhìn thấy này, giá đi xuống 100 đúng không? Thì đấy là kèo, một cái kèo với sell nhá. Bên này thế này, đi lên xuất hiện exit, xong đóng nến màu tím. Tuy nhiên ở đây các bạn có thể nhìn thấy là bọn mình không vào ngay tại đây, không vào ngay tại đây mà bọn mình vào phía trên này, vào phía trên này đợi hồi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy là cái cây này nó rất là dài, hôm đó nó đi gần 100 pip và đương nhiên là nó đi 100 pip rồi thì bọn mình dự đoán là giá nó có thể hồi ngược lên. Vậy thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là giá hồi ngược lên và chạm cái của bọn mình và đi tiếp,
hai là giá nó đi luôn, hoặc là một trường hợp thứ ba là đi ngược lên luôn thì bọn mình bị ăn lời thì không nói nhá. Còn hai trường hợp kia ấy, thì có thể bọn mình bị hụt kèo hoặc có thể bọn mình vào được điểm tốt hơn, nhưng bọn mình vẫn chọn là chọn điểm hồi. Vì vậy các bạn có thể nhìn này, nếu kéo sang nó sẽ ở vùng này đó, bọn mình chờ nó hồi lên và sau đó có tín hiệu exit rồi nhá, là chờ sell xuất hiện nến tím, nhưng mà bởi vì nó khá là dài, đà nó khá là mạnh nên bọn mình chờ hồi, bọn mình đặt limit ở đây và hôm đó bọn mình có đưa lên channel về cái lệnh limit đó. Sau đó giá hồi lên đến đây, đi xuống luôn, hồi lên đứng đây không đi xuống. Và các bạn có thể thấy là ở đây mình đặt 50-50 nhưng mà giá nó đi được 50-193, tức là gần x4 đúng không? 1-4, gần tỷ lệ 1-4 luôn. Thì đó là một kèo sell. Ở đây có một kèo buy này, tương tự luôn. Với kèo buy thì sau khi các bạn thấy nút buy này, các bạn sẽ chờ để làm sao mà nó xuất hiện cái nến vàng, đúng không ạ? Nút exit thì với nến tím, nút buy thì xuất hiện nến vàng nhá, bạn cứ nhớ thế là được. Buy vàng đấy, buy vàng, buy màu vàng đó. Xuất hiện nến buy này xong nó đóng cửa nến vàng, tuy nhiên ở đây bọn mình cũng không vào ngay mà bọn mình cũng chờ, là bởi vì nến này nó cũng đi mạnh không kém nến kia, nến này 200 bit, hơn 200 bit. Vì thế như cái mình vừa nói, bọn mình sẽ chờ để nó hồi hoặc là hụt kèo hoặc là an toàn thế thôi. Đấy, thế là bọn mình chờ nó hồi về đến vùng này thì bọn mình buy, đặt limit sẵn ở đây rồi. Bọn mình có báo lên ngày hôm đó đặt limit sẵn ở đây. Và để mình xem nào. Ở đâu nhỉ? Nó ở cái khoảng khoảng trên này. Mình không nhớ là cái hôm nào đây. Nó là cái này. Đây đây. Đó, nó là cái này, đi được nửa TP này. Đặt limit này. Vàng giật mạnh đi cả 200 bit nên bọn mình sẽ không FOMO mà đặt limit, và sau đó thì nó đi xuống dập dờn và rồi đi ăn được. Sau gần 1 tiếng thì bọn mình TP được cái lệnh đó. Và có những cái kèo khác thì nó chỉ tầm 2 phút thôi, vàng đi nhanh mà. Đây, có những cái kèo ngày mùng 1 bọn mình bắn xong một cái còn chưa kịp nói gì nhiều, 2 phút sau nó TP luôn. Và các bạn có thể thấy là mình làm cái video đưa lại cho các bạn này, vừa nhắn vừa làm video và vừa ghi là TP luôn rồi. Đó, các bạn có thể thấy là vàng nó đi rất là nhanh. Đấy là một ví dụ nhá. Bây giờ mình sẽ sang một cái ví dụ khác đây. Với ví dụ này thì các bạn có thể thấy nút buy này, đóng nến vàng cái là vào buy thôi đúng không? Và buy vào lên, lên một cọc phát TP luôn. Và đây cũng thế. Các bạn có thể nhìn thấy là nó đi được rất là xa, hơn 100. Với những bạn nào mà có thể muốn ăn RR nhiều thì các bạn chọn 1, 2. Tiếp theo là kèo gần nhất của chúng ta. Ở đây xuất hiện nến buy này, ở đây xuất hiện nút buy này, nhưng mà chúng ta chưa vào ngay mà đúng không? Chúng ta chờ nến vàng và nó tiếp tục đi xuống, và các bạn có thể thấy nó đi xuống rất là sâu. Nó đi xuống rất là sâu, đi xuống đến 350 bit. Sau đó nó xuất hiện những cái nút buy sáng ngày hôm nay và bọn mình cũng vào kèo này, và kèo này thì hơi tiếc một chút là nó bị SL. Đây, đóng nến vàng cái vào buy và nó đi xuống SL của chúng ta. Thì đây là cái kèo ngày hôm nay và kèo đầu tiên bị SL. Hơi tiếc một chút. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cho các bạn về cuộc sống trader của bọn mình và cách bọn mình suy nghĩ, cách bọn mình tư duy cũng như là cách để bọn mình kiếm tiền với vàng như nào. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn để họ cũng có thể biết cách chơi vàng với scalping như nào. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.